Đấng Quan Âm ngoái thần long lòng ai khắp thế gian đều trong danh Ngài, chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nạn niệm Ngài liền quan. Quan thế âm cứu khổ độ sanh, nếu ai có một niệm lành Ngài nghe tiếng ứng chánh tới liền. Dầu trong bình liên miên khó cực ngay, niệm danh Ngài làm tân khỏi ngay, bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh Ngài cũng quan. Vô lượng kiếp ta bà thế giới, Ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian, hóa thân công chúa Đoan Trang, diệu trang vương ngự ngai vàng vô trang. Diệu thân ấy chính là chỉ cả sau cùng tu chứng quả văn thù, diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiện chứng thánh đền bù công lao anh. Trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi, tuổi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, ai mong công thành cứu độ chúng sanh, thời kỳ trai giới tu hành, tái động hương tính Bắc thành Việt Nam. Một cảnh tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ danh theo Ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ấy chào hai bên không lối đạo thầy, luôn luôn chân chánh thần ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi Ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ thai. Miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn, trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen Ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ cũng là tùy ý muốn chi, Ngài liền ứng hiện tức thì. Tới nơi diệu giang cấm kỳ độ cho, hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường
chí thành đốt nén tâm hương ấy, vừa niệm danh hiệu tái ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, Đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này. Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạc bang, chính từng sen bao đài vàng. Di Đà thọ ký rỡ ràng thánh thơi, từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô đại bi hồi thượng phật bồ tát. Đại bi hồi thượng phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm Đà La Ni, nam mô Hằng Ra Đắng Na Đa Ra Già Già, nam mô A Di Đà Bà Lô Kia Đê Thường Bán Ra Già Bồ Đề Tát Đóa Bà Già Ma Tăng Đoa Bà Gia Ma Ca Lô Ni Ca Giang Tác Bằng Ra Phạn Về Số Đáng Na Đáng Tọa, nam mô Tăng Kia Lần A Đó Y Mông A Rì Gia Bà Lô Kiến Đế Thân Phật A Lần Đà Bà. Nam mô Na Ra Cân Kỳ Hê Rị Ma Bàn Đà Sa Mê Tăng Bà Tha Đâu Du Băng A Thề Dân Tăng Bà Tăng Đa Na Ma Bà Gia Ma Phạn Đà Đâu Đáng Tiền Tháng Bà Lô Hê Lô Ca Đê Ca Ra Đê Di Hê Rị Ma Bồ Đề Tăng Đoa Tăng Bà Tăng Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng Câu Lô Câu Lô Kiết Mông Đồ Lô Đồ Lô Phạn Xà Gia Đế Ma Phạn Xà Gia Đế Đà ra đà ra đi đi ni thân Phật ra gia gia ra gia ra mà phạn ma ra mong đế lệ hê di hê thân na ra sâm phạn ra xa lời phạn xa phạn sâm phạn ra xa gia hồ lô ma ra hô lô hê đề ta ra tấn rì tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rì giả na ra cân trì địa rì sắn ni na ba giả ma na ta bà hằng tấn đà giả ta bà ma tấn đà giả ta bà tấn đà du nghệ tấn bằng ra giả ta bà na ra cân trì ta bà ma ra na ra ta bà tấn ra tăng a mùng khê gia ta bà ta bà ma tấn đà giả ta bà giả kiết ra tấn đà giả ta bà ba đà ma yết tấn đà giả ta bà na ra cân trì bằng giả ra giả ta bà ma bà lì thắng yết ra và ta bà nam mô hằng ra đắng na đa ra và và nam mô a di đà bà lô yên đê tướng bằng ra và ta bà hằng tấn điển đô mạn đa ra bằng đà và ta bà An tấn điện đô mạn đa ra bằng đà giả ta bà an tấn điện đô mạn đa ra bằng đà giả ta bà ha.
lời Vô Thân Ý Bồ Tát thân tùng tòa khởi thiện đáng hữu kiên. Hiệp trường ứng văn như ta thì ngôn thế con quan thế âm Bồ Tát Di Hà nhân duyên danh quan thế âm phần cao Vô Thân Ý Bồ Tát thiền nam thương. Nhờ vô lượng ba thế quan chúng sanh thọ chữ khổ não văn thì quan thế âm Bồ Tát nhất tâm sân danh quan thế âm Bồ Tát tấn thời quan kỳ âm thanh nhi đăng giải thoát. Như hữu trì thì quan thế âm Bồ Tát danh gia thiên nhâm đại hoa hoa bất năng thiếu do thì Bồ Tát ngoài thân lưng có nhượng vị đặc phi trở phiêu xưng kỳ danh hiệu thân đắc thiên sứ nhường hữu ba thiên vàng ứng chúng sanh vì cầu kiệm ngân lưu ly. Xa cơ mà não sáng ngô văn trăng cháu đăng bao nhầm ư đại hải già sư hắc phong suy kỳ thuyền phương phiêu đòa la xa quế quân kỳ trung nhượng hữu này chỉ những nhân. Xưng quảng thế âm Bồ Tát danh già thì chư nhân đặng giai đăng giải thoáng là sáng chi nạn dĩ thì nhân duyên danh quan thế âm như phục hữu nhân lâm đương bị hành. Xưng quảng thế âm Bồ Tát danh già sợ bị xa chăm đao trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng giải thoát như tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung già xóa la sang. Dùng lại nào nhân văn kỳ xưng quán thế âm Bồ Tát danh giá thì chư á quỷ thường bất năng dĩ án nhạc thì chi huống phục gia hài thiên phùng hữu nhân nhượng hữu tội. Như vô tội nữ giới gia toa kim hề kỳ thân xưng quán thế âm Bồ Tát danh giá giải tăng đoàn hoài tức đắc giải thoáng. Như tam thiên đại thiên quân đô mang trung hoan tặng hữu nhất thương chú tương chư thương nhân thế trì trọng bao kinh qua hiếm lô kỳ trung nhất nhân tăng thì xương ngôn. Chư thiền nam tứ vân đa khung bố như đắng ưng đương nhất tâm xưng quan thế âm Bồ Tát danh hiệu thì Bồ Tát năng dị vô ý thế ư chúng sanh như đắng nhờ xưng danh già ư tư hoán tạc đương đăng giải thoáng. Chúng thường nhân văn câu phá thân ngôn nam mô quan thế Bồ Tát xưng kỳ danh cô tân đắng giải thoát vô tận y quan thế âm Bồ Tát Ma Ha Tăng. Hoài thần chi lực nguy nguy như thế nhược hữu chúng sanh đã hư danh vô thường niềm cung kinh quan thế âm Bồ Tát tiền đắng ly dục nhược đa sân nhuế thường niềm cung kinh quán thế âm Bồ Tát thường đăng ly sân nhược đa ngũ si thường niềm cung kinh quán thế âm Bồ Tát tiền đăng ly si vô tận y quán thế âm Bồ Tát hữu như thì đăng đại hoài thần lực đa sơ nhiều ấn thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhượng ưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bài cúng dường quan thế âm Bồ Tát tiền sanh phương đức trí huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh ưu tướng chi nữ tung thần đức
lực bốn chúng nhân ai kinh vô tận y quán thế âm bồ tát hữu như thì lực nhường hữu chúng sanh cùng kinh lễ bái quán thế âm bồ tát phước bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ân thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu vô tận y nhường hữu nhân thọ trì lục tâm nhị ứng hằng hà sa bồ tát danh từ phục thân hình cung dường âm thân ý vong hoa của ý dược ư như ý vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn phật ngôn nhược phong ngữ nhân lắm đương thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân vừa chánh đắng vô dị ư ba thiên vàng ưng kim bân ca cùng tăng vô tận ý thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu đắc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý vô tán bánh phần ngôn thế tôn quán thế âm bồ tát văn hà vô thứ ta bà ơi giới bân hà nhi vị chúng sanh phía pháp phương tiền chi lực kỳ sự vân hà phần cáo vô tận ý bồ tát thiền nam tự như hứa quang độ chúng sanh ứng vì phật thân đăng độ gia quán thế âm bồ tát tấn hiện phần thân nhi vì thuyết pháp ứng vì bích chi phật thân đăng độ gia từng hiện bên chi và thân nhi về thuyết pháp ân di khánh văn thân đăng đồ gia tấn hiện thành văn thân nhi về thuyết pháp ân di phạm vương thân đăng đồ gia tấn hiện phạm vương thân nhi về thuyết pháp ân di đế thích thân đăng đồ gia từng hiện đế thích thân nhi về thuyết pháp ân di từ tại thiên thân đăng đồ gia tấn hiện từ tại thiên thân nhi vì thuyết pháp ứng di đại từ tại thiên thân đăng đồ gia tấn hiện đại từ tại thiên thân nhi vì thuyết pháp ứng di thiên đại tướng quân thân đăng đồ gia tấn hiện thiên đại tướng quân thân nhi vì thuyết pháp ứng di tỳ sa môn thân đăng đồ giam từng hiện tỳ sa môn thân nhi về thuyết pháp ứng di tiểu vương thân đăng đồ gia từng hiện tiểu vương thân nhi về thuyết pháp ứng di trương gia thân đăng đồ giam từng hiện trương gia thân nhi về thuyết pháp ứng di cư sĩ thân đăng đồ gia từng hiện cư sĩ thân nhi về thuyết pháp ứng di tế quan thân đăng đồ gia từng hiện tế quan thân nhi về thuyết pháp ứng di bà la môn thân đăng đồ gia từng hiện bà la môn thân nhi về thuyết pháp ứng di tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di thân đăng đồ gia thân hiện tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di thân nhi về thuyết pháp ứng di trương gia cư sĩ tế quan bà la môn phụ nữ thân đăng đồ gia từng hiện vô nữ thân nhi về thuyết pháp ứng di đồng nam đồng nữ thân đăng đồ gia từng hiện đồng nam đồng nữ thân nhi về thuyết pháp ứng di thiên long gia xoa càng tăng bàm a tu la ca lo la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân đăng thân đăng
thân dài hiền chi nhi vì thuyền pháp mừng nhi chấp kim cang thần đăng đồ gia thân hiền chấp kim cang thần nhi vì thuyền pháp phò thần ý thì vẫn thế âm bồ tát thành từ nhờ thế công đơ di chúng chúng hình dù chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đằng ngưng tâm cúng dường quan thế âm bồ tát thế quán thế âm bồ tát ma ha tát ư bồ uy cấp nàng chi trung năng thi vô uy thì cổ thư ta bà thế giới giai hiệu chi bi thi vô uy dạng cô tầng y bồ tát bành phật ngôn thế tôn ngà kim đương cúng dường quan thế âm bồ tát tức giải cảnh chúng bảo châu anh là gia trì bá thiên lương kim nhi dị dự chi tán thi ngôn nhân già thọ thơ phẩm thi trang bảo anh là tài quan thế âm bồ tát bất khăn thọ chi bồ tát y phụng bạch quan thế âm bồ tát ngôn nhân già mừng ngã đắng có thọ thứ anh làm như thời phần cao quan thế âm bồ tát đương mừng thư bồ tát ý bồ tát cầm từ chúng thiên long và xóa càng thắng bà tu la ca la hoa la cánh na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng có thọ thử anh là tức thời quan thế âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân vi nhân thọ kỳ anh làng phân ta nhị phân nhân phân phong thinh ca mâu ni phật nhờ phân phụng đa ba phần tháp vô tầng y quang thế âm bồ tát hữu như thị từ tài thần lực du ư ta bà thế giới nhị thời vô tận nghe bồ tát di kệ vẫn về thế tôn diệu tướng cụ ngã kim trùng vân bí phần tứ hà nhân duyên danh vi quán thế âm cụ túc diệu tướng tôn kề đám vô tận nghe như thánh quan âm hành thiện ứng chư phương xa hoàng thề thăm như ái lên kim bất tư nghị thì đa thiện ứng phân phan đại thân tình nguyện ngà vì như lừa phía văn danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia xứ hưng hài thôi làng đại hoa canh niềm bi quan âm lờ hóa canh biên thành trì hoàng phiêu lưu từ hải long ngư chư quý nàng niềm bi quan âm lực ba làng bân năng một hoàng tài thu di phong vì nhận sơ thôi đoà niềm bi quan âm lần như nhận hư không trưa hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn niềm bi quan âm lần bất năng toàn nhân mau hoàng trì oan tận nhiễu ca trăm đao gia hài niềm bi quan âm lần hàm tấn khơi tự tâm hoàng tàu vườn nàng khổ lâm hình dùng thọ chung niềm bi quan âm lần đao tầm đoan đoan hoài hoàng tu cấm gia toa thu túc bị nữ giới niềm bi quan âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân giam niềm bi quan âm lờ hoàng trước bọn nhân hoàng ngộ ăn la xá đồng long chư quỷ đằng niềm bi quan âm lần thời tấn bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn niềm bi quan âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khí đồng yên hóa nhiên niềm bi quan âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết điện
Giang bà chưa đại vô niệm bê quán âm lớn thời đàn tiêu ta chúng sanh bị khốn anh vô lượng khổ bức thân quan âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần hoàng thù tri vương tiền thăm phương chư quan đồ vô sa băng hiền thần chúng chúng chư an thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư có gì tìm tất linh diền chân quán thanh tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian vì thế giới lời chân tư diệu đại văn chú cam lộ phạm vô diệt trừ phiền não dìm tranh tùng kinh quang sư bố quý quân trần trung niệm bi quan âm lực chung oan tân thôi tăng diệu âm quang thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 vào sanh nghi quán thế tình thanh ư cổ nào tự anh năng vì tăng y họ của những thế công đơn thư nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn nhi thời trì địa bồ tát ta thông tòa khởi tiền bàn phật ngôn thế thôn nhược hư chúng sanh văn thì quán thế âm bồ tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thiền thân thông lực giam đường trì thế nhãn không đơn ba theo và thuế thì phổ môn phân thời chúng trung bát vàng tứ thiền chúng sanh dài pha vô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn phạm chân ngôn viên an đa rì đống đa rì đống đốt đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đống đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đống đa rì ta bà hà lùng từ đại minh chân ngôn án ma ni ăn ma ni bác di hồng 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 ăn ma ni bác di hồng
Quan Di Âm. An Ma Đề Quan Di Âm, An Ma Đề Ba 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 Di Âm, Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Biến Thông Ấy Thầm Nhi Đại Nguyện Thế Hoàng Thâm Ma Khổ Hải Phim Tự Phong Phổ Thế Tâm Dung Xa Xa Hiện Vô Cùng Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế
Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Ma-ha-ban nhà ba la mật đa tâm kính quang tự tại bồ tát hành thăm ban nhà ba la mật đã thời chiều kiên ngô ứng giai không độ những thế có ánh xa lợi tư sanh bấn gì không không bấn gì sanh
sang từ thì không không tương thì sang thọ tương hành thân về phụng như thì xa lời từ thì chư phá không tương bớ sanh bớ về bớn cơ bớn tình bớn tăng bớn giam thì cố không trung vô sáng vô toàn thường hành thơ vô nhang nhị tế thì thân ý vô sa thịnh hương về sông phá vô nhang giới này chỉ vô ý thân giới vô vô minh diệt vô minh tần này chỉ vô lào từ diệt vô lâm từ tầng vô tâm về đạo vô tri về vô đăng dĩ vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn cứu canh niếm bàn tam thế chư phật thì mạng nhà ba la mận đa cố đăng a nào đa la tam miêu tam bồ đề cô trì mạng nhà ba la mận đa thì đại thân chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chú năng trừ nhân thiết cô chân tiền bận hưng cô thiền mạng nhà ba la mận đa chú thân thuê chú viên yên đế đế ba la đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà hăng yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà nam mô a di đà bà già đà tha già đà già đà điên già tha di đi đô bà tì a di đi đà tăng nam bà tì a di đi đa tỳ ca lăng đa a di đi đa tỳ ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đa bà ya đa tha ya đa điện ya tha a di đi đô bà tỳ a di đi đa ta nam bà tỳ a di đi đa tỳ ca lăng đa a di đi đa tỳ ca lăng đa ya di ni ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa điện ya tham a di đà đô bà tề a di đà đa ta nam bà tề a di đà đa tề ca lăng đế a di đà đa tề ca lăng đa ya di ni ya na chi đa ca lệ ta bà A Di Đà Phật thân kim sáng ấy tướng hào quang minh vô đẳng luân ấy bành hào uyên kiến ngũ tu di cam mồ trần thánh tư đại hải quang trung hóa phần vô số ứng hóa bồ tát chúng diệt vô biên tứ thâm ba nguyện độ chúng sanh cửa bám âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô tây phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 Phật nam mô A Di Đà 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 Phật nam mô A Di Đà
Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Đấng Quan Âm Oai Thần Long Long Khắp Thế Gian Đều Trong Danh Ngài, Chúng Sanh Hết Thảy Ai Khi Nào Gặp Nạn Niệm Ngài Liên Quan, Quan Thế Âm Cứu Khổ
tới liền. Vào trong bình liên miên khó cực, ngay niệm danh ngài làm tân khỏi ngay. Bao nhiêu tai nạn hằng ngày, chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng qua. Vô lượng kiếp ta bà thế giới, ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian. Hóa thân công chúa đoan trang, diệu trang vương ngữ ngai vàng vua trang. Diệu thanh ấy chính là chỉ cả sau cùng tu chứng quả văn thù, và diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiện chứng thánh đền bù công lao anh. Trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tuổi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, ai mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành, tái động hương tính Bắc thành Việt Nam. Một cảnh tiên mây lam che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh. Cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ai chào hai bên không lối đạo thầy. Luôn luôn chân chánh thẳng ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa. Nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ tha. Miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn. Trong một phẩm phó môn thì hiền, đức Như Lai thuật chuyển khen ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, cũng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ứng hiện tức thì, tới nơi diệu giang cấm kỳ độ cho. Hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chí thành đốt nén tâm hương, ấy vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đức Như Lai truyền dạy không sai. Chúng ta chớ có quản này, một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho.
trong khổ hải đò từ vấn đời hai bất chúng sanh đưa tới làng ban chính từng sen bao đài vàng Di Đà thọ ký rỡ ràng thánh thời gian từ bi cơ khổ độ đời tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình nam mô thập phương thường trụ tam bảo nam mô thập phương thường trụ tam bảo Nam mô Thập phương thường trụ Tam bảo ấy Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ngay Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Phật Bồ Tát ấy Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát A Di Đà Phật thân kim sang ngay tướng hạ quang minh vô đẳng luân bành hà uyên kiến ngũ tu di cam mồ trần thánh tư đại hải quang trung hóa phần vô số ứng hóa bồ tát chúng về vô biên tứ thâm ba nguyện độ chúng sanh cư bám âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô tây phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 Nam mô A Di Đà Phật 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 Nam mô Nam mô A Di Đà Phật 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 Nam
Vào trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh ngài làm tân khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quang
vô lượng kiếp ta bà thế giới, ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian, hóa thân công chúa đoan trang, diệu trang vương ngự ngai vàng vô trang. Diệu thanh ấy chính là chỉ cả sau cùng tu chứng quả văn thù, và diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiện chứng thánh đền bù công lao anh. Trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật, lòng từ bi chân chẳng đáng ghi, tôi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, ai mong công thành cứu độ chúng sanh, thời kỳ trai giới tu hành, tai động hương tính bất thành Việt Nam. Một cành tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ai chào hai bên không lối đạo thầy, luôn luôn chân chánh thần ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra, Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ tha. Miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn, trong một phẩm phó môn thì hiền, đức Như Lai thuật chuyển khen ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ cũng là tùy ý muốn chi, ngài liền ứng hiện tức thì. Tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho, hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường, chí thành đốt nén tâm hương, ấy vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quảng này, một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạng bang, chính từng sen bao đài vàng, Di Đà Thọ Ký rõ ràng thánh thơi. Từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hồ.
Tam Bảo, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phụng kinh công đức thù thân hành vô biên thắng phước giải hồi hướng ai phó nguyện phạm giới chư chúng sanh thông vạn vô lượng quang phần sáng ai nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ cho minh liễu phó nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế Thế Thượng Hành Bồ Tát Đạo ái nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung mà cứu phẩm liên hoa về phù màu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bàn lữ nguyện gì thử không đứng an phố cầm những thế đặng giữa chúng sanh giai công thành Phật đạo. Tự quý Phật đương nguyện chúng sanh thế giai đại đạo ở pháp vô thượng tâm. Tự quý tạng trí huệ như hải tự quý tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại nguyện đều trọn thành này phân đạo. Ta hương ơi dừa bén ơi gỗ chiên đàn coi thơm ngào ngạt khắp trần ba ngàn thế giới điều thanh tịnh
Phật liền bảo: này vô tận ý, nên nghe cho kỳ công đức Quan Âm. Nếu coi chúng sanh chịu nhiều đau khổ, muốn cầu ra khỏi thì niệm Quan Âm. Nhờ sức bi tâm mà được giải thoát, nếu gặp la sát quỷ dữ hại người, hoặc gặp nạn trời nước trôi lửa cháy, quan lại hành hình trôi buộc gông cầm cùng là giặc cướp, giữ tâm sang suốt chánh niệm Quan Âm. Nhờ sức bi tâm mà được khỏi nạn. Nếu người sân hận cùng với si mê, bị mọi người chê là kẻ tham dục, nhờ đức trong sạch Bồ Tát Quan Âm mới vừa phát tâm liền được thanh tịnh. Sống trong thiền định trí huệ lại sanh, thấu rõ ngõ ngành không còn sân hận. Nếu muốn hậu vẫn còn được lâu dài, cầu sanh con trai để mà nói dòi. Chí thành đánh lễ Bồ Tát Quan Âm, nhờ đại bi tâm mà sanh nam tử đức tài đầy đủ, đáng bậc anh hùng. Nếu Phật Ma Hồng muốn cầu con gái, chí thành lễ bái Bồ Tát Quan Âm thì cũng được sanh hằng nga tiên nữ. Sắc tài đầy đủ đức hạnh vô song, vì thế các ông phải nên cung kính
thanh tịnh thánh quang âm, dù chỉ nhất tâm cũng được vô biên phước đức. Bạn người tích cực xua cả cuộc đời, quyết chí tôn thờ 62 ức hằng xa Bồ Tát để cầu phước lạc trên các cõi trời. Phật vừa dứt lời ngài vô tận ý lại nghĩ thêm rằng Bồ Tát từ hàng vào trong thế gian bằng phương tiện nào mà tạo công đức cho người tích cực tu hành quán âm, vượt mọi khó khăn mà lên bờ giác đức Phật đã biết gì của quán âm. Người ở thế gian không thể hiểu được nên ngài mới lược giải vô tận ý về những thần bí của đức quán âm, nếu dùng ngữ ngôn làm sao nói được. Con người siêu việt xuất hiện trên đời, làm việc tùy thời tùy tâm niệm chúng thì hiện tương ứng để cứu hộ người sử dụng thiền từ. Ở trong biển khổ quá độ tùy duyên, nếu gặp chúng sanh là bậc đại nhân, ngài hiển Phật thân thuyết pháp lời sanh vượt hơn tất cả, từ bi hỷ xả độ chúng hằng xa. Nếu người lánh xa những nơi ồn náo vào ấn rừng sâu để cầu Phật trí, ngài hành pháp thi khai để cho người bằng trí tuyệt vời trên đời ít có. Do đó được danh là Bích Chi Phật, nếu người chấp vật lại thích từ chương đi khắp mười phương tìm thầy học đạo không hết phiền nào. Nghiệp chướng lại tăng ngày hiện thánh danh, tu tử thanh đế làm họ kính nể theo học đạo, thuyền tâm tánh được yên mà lên bờ giác. Nếu cầu phước là trên cõi thiên đàng thì ngài sẵn sàng làm trời để thích, nếu sợ kẻ địch giết hại mã người ngài làm tướng trời, tay cầm bảo sự diệt dữ trừ tà, nếu vào ta bà ngài làm cư sĩ thể hiện chân lý trên cõi thế gian. Có lúc làm tăng hay làm phạm chỉ túc mà trí đa mưu, giúp việc tối ưu đưa phong tệ tướng, mặc dầu sung sướng Bồ Tát chẳng màng. Rủ áo tự quan tìm đường giải thoát, ở trường hợp khác ngài hiển tiểu dương, giữ dân biên cương nhận dân an lạc, nói đạo giải thoát dạy chúng tu thiền đất nước bình yên, thì ngài thôi vậy biết bao xiết kể công đức của ngài, đủ 32 thân hành biến hóa cứu độ tất cả. Người niệm danh ngài từ xưa đến nay, không bao giờ dứt ta nay, thành thật khuyên bảo mỗi người kính trọng tôn thờ Bồ Tát Quan Âm ở trong nội tâm, đừng nên sao làm.
Khi có gặp nạn thì niệm danh Ngài, tất cả quả tai theo tay tan mất. Mười phương chư Phật cũng nói như thế. Bây giờ Ngài vô tận nghĩ lại nghĩ thêm rằng, ta nên cúng dường Đức Quan Tự Tại chuỗi ngọc như ý, lợi ích trời người Quan Âm mỉm cười mà không chịu nhận Phật giải tường tận về pháp cúng dường. Rồi báo Quan Âm xót thương chúng tăng và vô tận ý nhận ngọc khoa tí lợi ích cho đời Phật, vừa dứt lời mỗi người quan ý đành tổ khoa tí của Đức Quan Âm. Ngài dùng bi tâm quân hai chuỗi ngọc một cung cho Phật ở cõi phương xa. Một dân Thích Ca Ta Bà giáo chỗ như vậy đã đủ tịnh với hai phần. Đại chúng ân cần đầu thành đảnh lễ cúng dường như thế, công đức khôn lường. Bây giờ ở trong hội trường có Ngài trì địa tu hành bố thí và xưa cầu đường. Được Phật ngợi khen công phu đệ nhất, nghe pháp chân thật lòng rất vui mừng. Cùng với tâm muôn muôn ngàn chúng sanh đồng phát đại tâm cầu thành Phật đạo. Nam mô Phật qua hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Phật qua hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Phật qua hội thượng Phật Bồ Tát. Mười hai câu nguyện của Bồ Tát Quan Âm. Cửa từ bi rộng mở, tuy hoàn cảnh hiện thân, quyết lòng cố chúng mà sanh vượt qua bao khổ nạn. Ngài chia tâm đành lệ. Nam mô Phật Diên Thông Thánh Tự Tại Quan Âm Như Lai rộng quát hoàng thể nguyện. Nam mô quyết một lòng mà không sợ khó, Quan Âm Như Lai thường vào biển đông nguyện. Nam mô ở Ta Bà vào địa phủ, Quan Âm Như Lai cứu giấc chúng sanh nguyện. Nam mô Diệt Tà Ma Trừ Yêu Quái, Quan Âm Như Lai dứt trừ nguy hiểm nguyện. Nam mô Tai Tịnh Bình Tai Dương Liệu, Quan Âm Như Lai ban đứa cam lồ nguyện. Nam mô Đại Từ Bi Đại đắng nguyện. Nam mô suốt ngày đêm luôn quan sát Quan Âm Như Lai diệt trừ đường ác nguyện. Nam mô Phổ Đà Sơn Thường Lễ Bái, Quan Âm Như Lai gông cầm đức ra nguyện. Nam mô Tạo Pháp Thuyền vào biển khổ, Quan Âm Như Lai đồ thần chúng sanh nguyện.
Nam mô Tiền Tràng Phương Hậu Bảo Cái Quan Âm Như Lai Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện. Nam mô Vô Lượng Tỏ Phật Cảnh Giới. Quan Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện. Nam mô Thân Trang Nghiêm Tâm Sáng Suốt. Quan Âm Như Lai Tròn Đủ Mười Hai Nguyện. Sông ấy dài tai quả này tinh tú hải xuất hiện
xuất hiện, để tiêu trừ quả tai đen tối, làm cho bầu trời trong sáng an lành thật an lành. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời điều an lành, tất cả các thời điều an lành, xin đấng từ bi thường gia hộ. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời điều an lành, tất cả các thời điều an lành, xin nguyện tam bảo thường gia hộ. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời điều an lành, tất cả các thời điều an lành, xin nguyện hộ pháp thường ủng hộ. Nam mô Tiểu Tây Giảng Kiết Tường Bồ Tát. Nam mô Tiểu Tây Giảng Kiết Tường Bồ Tát. Niệm ngày liền qua, bởi vì thế gần xa ngưỡng mộ quan thế âm cũng khổ độ sanh. Nếu ai có một niệm lành, dẫu trong bệnh liên miên khổ cực, niệm danh ngài lập tức khỏi nguy. Bao nhiêu tai nạn hằng ngày, chỉ tâm niệm tới ngày cũng qua. Vô lượng kiếp ta bà thế giới, ngày giáng sanh xuống cõi trần gian, qua thân công chúa đoàn cha trang vương ngữ ngay vàng vua cha. Diệu thanh ấy chính là chỉ cả sao cũng tu chứng quả văn thù. Diệu âm chỉ thứ cũng mà tu phổ hiền chứng thánh đền bù công mà lao. Trọn một nhà điều vào cánh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi.
tôi nhỏ trí cả ai bị dốc lòng mẫu đạo quyết thì đi tu trọn chính năm mây chẳng từ lao khổ mong công thành cứu độ chúng mà sanh thời kỳ trai giới tu hành tại đồng hương tích bắc thành Việt Nam một cảnh tiên mây lam che phủ có cam tiền thạch nhủ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ ứng danh theo hầu dưới bề ngọc chia nhau sớm tôi chào hai bên không loài đạo thầy luôn luôn chân chánh thẳng ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra Quan Thế Âm danh là tự tại khắp tam mà thiên qua lại dạo chơi từ bi ngài muôn độ đời mười hai đại nguyện thiệt thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốt ma trao chuyên tâm về chánh đạo độ tha biển Nam Hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cùng là hương sơn trong một phẩm phổ môn thì hiện đức Như Lai thuộc chuyện khen ngài quái thần linh hiện không mà ai tinh thần khổ chẳng nài công phu nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cùng là tùy ý muốn chi ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu giác cấp kỳ đổ chốn hay có kẻ qua đò mất nàng cùng mà bao nhiêu tai nạn dọc đường chỉ thành đốt nén tâm hương ơi vừa niệm danh hiểu tai ương qua liền những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy đức Như Lai truyền dạy
lại không mà sai. Chúng mà ta chớ có quán này, một lòng gắn mẫu cầu Ngài độ gió. Trong khổ hải thuyền từ dẫn đời, cho chúng sanh đưa tới lạc bán. Chính tầng sen báo đại vàng, Di Đà Thọ Ký rỡ ràng thánh thế. Từ bi cứu khổ độ đời, tầm thân giải nạn đến nơi an bình. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Tụng kinh là hạnh tốt lành, vô biên phước đức sẵn dành chúng sanh. Nguyện cho tất cả hàm linh thảy đều tỏ ngộ phẩm kinh diệu quyền. Nguyện tiêu ba chướng não phiền, được nguồn trí tệ phá xiềng vô minh. Nguyện trừ tội chướng điều linh, hạnh lành Bồ Tát thường tinh tấn làm. Nguyện sanh cõi tịnh siêu phàm, hoa sen chính phẩm là hàng mã cha. Qua nở thấy Phật hiện ra, vô sanh chứng ngộ bạn ta thánh hiền. Nguyện đem công đức hiện tiền, hướng về khắp cả các miền gần xa. Con già cha mẹ ông bà, chúng sanh giác ngộ chan hòa pháp thân. Tự quy y Phật xin nguyện chúng mà sanh lòng mà vô thường, từ quy pháp sinh nguyện chúng mà sanh thâu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. Từ thông lý đại chúng
cả không ơi ngày. Nguyện đem công đức này lại hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh nơi đều trọn thành Phật ơi.